Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em? Em cảm nhận như thế nào? Thật sự là mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi, thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận, nó bắt buộc phải là chịu vậy thôi. Nhưng mà ý là tư tưởng của anh có thoải mái không? Hay là vì bắt buộc hay gì là anh phải chấp nhận điều đó? Nói chung mình cũng mới có nói chuyện qua lại không chưa hiểu đâu. Anh thì sao cũng được hết, có nghĩa là anh rất là dễ. Thì con của em cũng như là con của anh, hoặc là thí dụ như anh nuôi một bé trai 7 tuổi đi, như con em đi, thì bắt buộc em thương anh thì em phải thương con anh thôi. Cũng như vậy thôi. Điều đó là điều bắt buộc. Công việc hiện tại của anh á, cụ thể là làm gì anh? Nói chung là giống như hiện giờ là giống như là đang ở không. Bây giờ thì bạn trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em là Nguyễn Hoài Phong. Em sinh năm 1982. Hiện tại em quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em là ở Tiền Giang. Em làm bên tư vấn thiết kế thi công quảng cáo. Rồi mời em giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh cũng Chào như em. là anh trai bên kia. Em tên là Ngọ Mai Ly, năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em sống với nhà chị gái ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Bình Chánh. Em có ưu điểm khuyết điểm gì à, Ly? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, dễ gần, làm việc có trách nhiệm và sống tình cảm. Dạ, nhược điểm của em là em bị ít nói với lại hơi chậm chạp. Cẩn Do thận kế tốt mà. toán là phải là cẩn thận, nhưng mà có một số việc hơi bị chậm, như là ví dụ sửa soạn đi chơi hay gì đó thì hơi lâu một chút, hơn tiếng Hơn tiếng. đến 2 tiếng. Tắm giặt thì cũng lâu, hàng ngày em tắm giặt luôn thì khoảng tiếng đồng hồ. Đi đâu là phải 2 tiếng đó. Dạ, có khi lâu hơn nữa. Không sao, khi yêu rồi thì mấy tiếng cũng được hết. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em như thế nào? Em nếu mà nói về cái điểm mạnh thì trong cái công việc thì em, trong cái công việc trong nhà thì nấu cơm, rửa chén hay bất cứ gì đó em làm rất là nhanh. Còn trong công việc thì em cũng làm rất là nhanh. Em thiết kế cũng nhanh mà em tư vấn khách hàng cũng nhanh, em thi công cũng nhanh. Em muốn làm cho nó nhanh để thời gian mình nghỉ ngơi hoặc mình tìm khách hàng khác. Điểm yếu thì thường ví dụ như giờ mà đưa em cọc tiền giấy tùm lum 200, 300, 500 gì đó là em đếm em rối lắm. Thà đưa tiếng 500 đếm Đúng cho rồi, nhanh thà ha. 500 thì đếm nó Hoặc dễ. đưa tiền Còn đô vàng gì đếm mới nhanh ha. đô thì em chưa đếm. Hay xúc động. Thí dụ giờ mà nghe cái bài Quê Em Mùa Nước Lũ thì em sẽ khóc, bởi vì em sống lên lớn lên từ cái vùng nước lũ ở Đồng Tháp. Cho nên cái ký ức nó còn rất là sâu xa. Coi như người tình cảm đó. Rồi rồi như vậy thì tình yêu của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em là ly hôn. Ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2019. Em với bà xã chung sống mấy năm? Với bà xã thì có 2 đứa con. Đứa con lớn thì cũng năm nay học lớp 7 rồi. Còn đứa nhỏ thì học lớp 1. Thì cưới nhau năm cuối 2007. Rồi hai cháu nó sống với ai cưng? Sống với bên mẹ nó, bên ngoại đó, thì Là nhà quận 12 là... em thuê nhà ở. Ủa rồi ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em hiện giờ là ở dưới quê Tiền Giang. Mời nhà gái. Đường tình duyên là sao em? Em trải qua 2 mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là hồi thời sinh viên, sau đó là người chồng của em. Bọn em chung sống được hơn 2 năm, chia tay. Bởi vì bạn đó thì rất là ham chơi, bài bạc, rồi gái cú cũng có. Em có con chưa Ly? Dạ, em có một bé gái 7 tuổi. 7 tuổi Dạ, hả? em hiện thì em đang gửi bé ở dưới ngoại ở Đồng Nai để cho nó đi học. Nó À, ở lên dưới lớp ngoại 2 rồi. ha. Bây giờ thì Phong muốn tìm một cái người đi tiếp cho mình những quãng đường còn lại như thế nào? Nói chung là mình tìm một cái người mà để có cái tâm một chút vì mọi người và biết thương những người Chào cưng. trong gia đình và những người xung quanh, biết giúp đỡ những người ngoài xã hội. Nếu mà cá tính quá thì cũng không tốt, mà hiền quá thì cũng không tốt, vừa vừa thôi. Bởi vì cái nhu cầu của mình là một cái người để mà xây đắp một cái hạnh phúc. Cá tính là cái người nó có hơi dữ dữ đó, Em tức hiểu là rồi. Vợ em ngày xưa là võ sư. Cũng em cũng phải là em sợ, nhưng mà mình cảm giác một người cá tính quá thì mình sợ sau này nhiều khi em thì nóng,
nhưng mà tánh em nóng nhưng mà xúc động mà dễ tha thứ. Dạ rồi, để anh qua nhà gái anh coi. Chào em gái, em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như mình như thế nào? Dạ em mong anh ấy là một người biết lo làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình, không có nóng tính, gia trưởng. Đó, nãy giờ anh nói rồi đó, em thấy khoảng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%. Thôi hai người mở rào gặp nhau đi. Dạ. Rồi trao đổi như thế nào ha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Phong. Okay. Chào em. Dạ. Anh có món quà nhỏ tặng. Dạ. Cái này thì không có vật chất gì nhiều nhưng mà nó là cái vật chất về tinh thần. Dạ. Một cuốn. Đây là quả cầu tuyết á. Thì em mong là sau cái chương trình này thì anh sẽ kiếm được một người bạn đời luôn bên cạnh anh, chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Trời, rất là cảm ơn em. Dạ. Chắc tối nay ôm này ngủ. Hồi xưa giờ không có ai tặng quà cho anh hết. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Ly. Ý là anh cũng có nói là anh cũng có nóng tính á. Thì ví dụ như hai vợ chồng mà cãi vã nhau á, thường thường thì anh xử lý như thế nào? Thật sự mà nói thì anh không bao giờ cãi vã. Mình có lỗi thì mình biết mình có lỗi đó. Nhưng mà có cái là giống như mình sống, xưa giờ mình sống gia đình bên vợ, cho nên cái gì mình cũng chịu thiệt hết. Còn nếu mà có cãi về những cái vấn đề nào đó, sẽ coi lại nó như cái gì, cái vấn đề gì mà cãi. Công việc hiện tại của anh á, cụ thể là làm gì anh? Nói chung là giống như hiện giờ là giống như là đang ở không. Năm 2019 thì anh cũng có mở ra cái cơ sở quảng cáo. Chưa có được gì hết, cái dịch tới rồi, cái dẹp rồi cái hồi năm rồi là cũng mở ra nữa ở quận 12. Nhưng mà cuối cùng cái dịch nữa, rồi dẹp luôn. Rồi giờ là không dám mở nữa. Rồi qua dịch đi rồi tính chứ. Nhưng mà cũng vẫn còn nhận khách làm. Tại vì làm nghề này cũng được 10, 15 năm rồi. Vậy thì anh có định hướng gì trong tương lai? Định hướng thì bây giờ cái nghề anh nên vẫn làm thôi. Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em? Em cảm nhận như thế nào? Thật sự là mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi. Thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận. Nó bắt buộc phải là chịu vậy thôi. Nhưng mà ý là tư tưởng của anh có thoải mái không? Hay là vì bắt buộc hay gì là anh phải chấp nhận gì đó? Nói chung mình cũng mới có nói chuyện qua lại, chưa hiểu đâu. Anh thì sao cũng được hết. Có nghĩa là anh rất là dễ. Thì con của em cũng như là con của anh. Hoặc là ví dụ như anh nuôi một bé trai 7 tuổi đi, như con em đi. Thì bắt buộc em thương anh thì em phải thương con anh thôi. Dạ. Cũng như vậy thôi. Điều đó là điều bắt buộc. Đương nhiên đi. Em xài cái chữ đương nhiên á. Dạ, là em nó không có sẽ biết nói chuyện chị hơn. Dở ẹt à. Tính toán thế nào nếu như hai người đến sâu hơn nữa? Em có muốn sống ở Sài Gòn luôn hay là em muốn về quê? Ở đâu công việc của người đó tốt cho tương lai của gia đình thì mình theo người đó thôi. Chứ không bắt buộc là phải đi đâu hay là như nào, về quê hay như nào. Nói chuyện thì mình không thấy mặt thì dĩ nhiên mình không có biết. Thì sau khi mình thấy mặt thì nói chung cũng rất là ok, rất là được. Em gái hiền đó. Hiền, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. Em làm cái gì cũng chậm. Dạ. Vậy em biết nấu cơm hay là này dạ, kia? Dạ, mấy cái đó em biết làm hết. Biết làm hết nhưng mà chậm. Dạ. Giặt đồ chậm. Không, tùy từng cái thôi, nấu cơm thì bình thường. Chỉ có điều là sửa soạn với lại tắm, giặt tay. Tại vì đồ của em là em không có thói quen là để 5-3 ngày em giặt một lần á. Nên ngày nào em phải giặt ngày đó. Anh thì giặt đồ rất là nhanh. Nấu cơm là cũng rất là nhanh. Tại vì vừa nấu cơm thì chỉ có ghim điện vô rồi lo rửa chén và làm đồ ăn thôi. Nhưng mà nấu ăn thì là dở lắm. Chỉ có được cái làm nhanh. Nói chung cái đầu óc thiết kế mà. Có thể là công việc nhà mình tự làm này kia để cho nó gọn gàng, nó dễ dọn dẹp. Nếu mà bình thường em nghĩ thì em có đi đâu chơi không hay là em ở nhà? Dạ em ít đi chơi lắm, em ở nhà không à. Đó cũng là lý do ế. Em có biết uống được bia rượu gì không? Dạ không, em không biết. Nếu mà anh không đi làm, có khi anh, có thể là nếu mà anh làm công trình có thể tới sáng không chừng, rồi tới khuya. Nhưng mà thường là ít nhận được công trình thì mới làm vậy, còn không thì thôi.
cho nên thời gian rất là rảnh, nhiều khi buổi sáng làm chút gì đó rồi nghỉ tới chiều, cho nên thời gian của anh hơi bị nhiều. Ví dụ như mình xác định quen nhau á, thì khoảng bao lâu là mình tiến tới hôn nhân? Cái này thì bây giờ mình cũng không có trả lời được là lý do, tại vì hiện giờ anh đang rất là khổ và khó khăn. Anh thích vợ của anh là ví dụ có thêm đứa con nữa thì ở nhà chăm con hay là như thế nào? Khi mà hai người đã đến với nhau, cưới nhau rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái công ăn việc làm nó ổn định rồi, thì đâu có cần lo cái đó. Nhưng mà sinh một đứa con thì chắc chắn phải bỏ ra 3 năm rồi. Anh pha sữa hơi bị nhanh hơn gấp mấy lần. Ngày xưa ngoài cái giờ đi làm ra, về tối về nhà là anh chăm, cho nên cái tay nghề pha sữa hay là cho nhiều khi nằm kế cái bình thủy nước nóng nó qué lên là phải chăm, nói chung là anh rất là lẹ, thì em yên tâm cái khoản đó. Rồi em có đủ sức để lo cho bạn gái, rồi lo cho bà xã, rồi lo cho con nữa không? Nói về cái nghề của em á, không có dịch thì nó rất là ok. Đúng, chị nghĩ mà là em như vậy. Đụng hai cái trận dịch cái em dẹp hai lần em đuối. Không phải nghề của em mà nghề nào cũng đuối. Nghề nào cũng đuối thì đó. Bởi vậy em mới nói là bây giờ mình không thể nào nói trước được. Không, nhưng mà em phải tự tin chứ. Đúng rồi. Tại vì em đã có nghề rồi, cho nên em phải tự tin là khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, cuộc sống trở lại bình thường á, thì em dư sức dư nuôi sức. Vợ nuôi con. Dư sức. Đó, em phải nói điều đó ra. Dù cho qua dịch mà kinh tế có khó khăn thì chăng nữa, thì dù sao anh cũng còn gia đình anh, vẫn còn cha mẹ. Cha mẹ anh rất thương anh. Và cha mẹ anh rất là dễ. Từ ngày xưa mình đã khổ rồi thì bây giờ em không có phải là sợ khổ nữa. Bởi vì anh tìm một người để cùng anh để lập nghiệp, để mà cùng đi lên. Em có ghen không? Không ghen. Ghen thì ai cũng có ghen chứ, nhưng mà ghen đúng ghen thôi, đúng không? Đúng rồi. Thí dụ như mai mốt mà về anh Linh hay chị Vân gì đó có mời anh đi quay một cái chương trình nào đó, thì quay với cô gái nào đó, thì em có ghen? Một ngày nào đó hả? Là quay phim đó chứ không phải quay chương trình này đâu. Quay phim. Không, cái này là anh hỏi thiệt. Hoàn toàn là tại tính chất công việc nha. Công việc của anh thì sau này anh cũng sẽ phải cũng có tham gia phim. Tính chất công việc thì phải chấp nhận thôi. Còn ngoài đời anh làm em tin tưởng thì không có gì. Rồi, bây giờ chúng ta nghe người thân có ý kiến đi. Xin chào quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là đồng nghiệp của chị Ly. Ly nhà em thì là một người dịu dàng, quan tâm đến mọi người, vui vẻ yêu đời, là người làm việc thì có trách nhiệm và còn nấu ăn ngon nữa. Đối với em thì chị Ly là một tức người phụ nữ của gia đình, nên là em mong anh chị sẽ cùng cảm nhận và sẽ lựa chọn đúng. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm thôi các bạn. Từ từ. Tại còn này em chưa tặng sao? Hả? Em tặng bạn gái cái. Ừ, tặng dạ. Đi. Cái này là nó không có giá trị nha, nhưng mà nó có giá trị về cái tinh thần nữa nha. Để anh lấy lại cộng khung. Lỡ mà em không bấm, lấy cộng khung anh xiết cổ. Lỡ mà em không bấm, anh lấy cộng khung anh xiết cổ kìa. Cái này là hôm qua đó. Dạ, em xin đọc là: em hoàn mỹ như vậy, nhưng có một thiếu sót. Có biết thiếu gì không? Là thiếu anh đấy. Trời ơi, không tỏ tình kiểu đó là chết người ta hết rồi, rụng rời rồi. Quấn lại đi. Tỏ tình bằng quảng cáo á. Ừ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi. Có bấm không? Không bấm. Mai Ly không bấm. Lý do sao Ly? Dạ em cảm anh kiểu cảm giác không được tự tin về bản thân mình, cho nên em chưa được yên tâm.